Vâng, em Vũ Duy Auto xin kính chào quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Auto. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu chi tiết về chiếc Ford Escape đang có mặt tại cửa hàng của Vũ Duy Auto tại chợ ô tô Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng. Vâng, một chiếc xe rất là đẹp luôn. Một chiếc xe máy xăng 2.3.0 sử dụng hai cầu điện quý vị nhé. Vâng, hai cầu điện luôn. Lốp láp vẫn còn rất là mới và sơn si thì vẫn còn tương đối khá là đồng đều. Vâng, sơn zin giữ được con này là giữ được tầm 80% rồi. Còn lại là các cái phần cản các thứ thì là đã sơn lại. Vâng, mọi người có thể nhìn ngoại quan của chiếc xe này. Vâng, một màu vàng pha với màu đen khá là khỏe khoắn, khá là nổi trội luôn. Con này thì có một nhược điểm là bị mất cái logo Ford ngay ở trước mặt rồi. Còn đâu là tất cả các cái form dáng của chiếc xe thì rất là đẹp. Vâng, mọi người có thể nhìn với giá thành chỉ có 129 triệu đồng thì chiếc xe này là một lựa chọn khá là lý tưởng cho những ai mà ưa cái khu vực đồi núi dốc, địa hình hiểm trở, leo đèo leo núi hoặc là các cái vùng trơn trượt thì đây là một chiếc xe lựa chọn khá là lý tưởng. Vâng, sử dụng hai cầu điện, hai lớp bánh trước thì sử dụng phanh đĩa, hai bánh sau sử dụng phanh tang trống rất là an toàn. Vâng, mọi người có thể nhìn qua tổng thể của mẫu Ford Escape bản XLT này rất là đẹp luôn. Vâng, form dáng đẹp, kiểu dáng đẹp và nội ngoại thất thì khá rộng rãi, thoải mái. Và màu vàng cát pha với màu đen rất là bắt mắt luôn. Vâng, lốp láp thì cực kỳ mới, bám đường cua rất là tốt, dùng thoải mái vài năm. Vâng, lốp 235 rất là to, vành tỷ lệ 70. Còn con này thì sử dụng vành 16 nhá quý vị nhá. Và phanh đĩa kép, đấy, rất là an toàn. Đặc biệt là cua lốp thì vẫn còn tương đối khá là mới. Vâng, xi nhan kết hợp trên tay gương, trên thân ạ. Vâng, và gương thì cũng đã được bọc thêm chi tiết nano rồi, trông rất là đẹp luôn. Gương cũng gắn thêm cả chi tiết chống mất cắp. Vâng, rất là tiện lợi. Vâng, một mẫu xe 3.0. Vâng, phần nội thất bên trong thì cũng đã theo thời gian rồi. Đặc biệt là cái phần tappy này thì mọi người có thể cùng em nhìn là đây là phần nhựa thì cũng đã bị bay màu sơn đỏ rồi. Thì nói chung là tiền nào của đấy, với giá thành chỉ hơn 100 triệu thì chiếc xe này là quá là lý tưởng. Đố quý vị các bạn mua đâu được một chiếc xe với giá hơn 100 triệu mà được chiếc xe như thế này. Vâng, rất là khỏe luôn, con này đặc biệt khỏe. Vâng, form dáng đẹp, kiểu dáng cũng rất là đẹp. À, những ai mua về thì chỉ việc sơn si thôi. Sơn si lại những cái chi tiết ngoại quan một chút là có thể là rất là đẹp rồi. Đấy, những cái phần này. Còn đâu là ghế da, nội thất ghế da thì đã sần theo thời gian rồi. Nhưng mà là ghế da nguyên bản nha quý vị nhá. Ghế da nguyên bản của hãng luôn, nguyên bản của Escape luôn. Đấy, ghế da nguyên bản luôn. Tất cả ghế da vẫn còn nguyên bản và trần nỉ thì cực kỳ sạch sẽ, đẹp đẽ. Đấy, trần nỉ rộng ra, không gian thì rộng rãi này. Trần nỉ sạch sẽ, không gian cho 5 người ngồi sau cũng như cái không gian chở đồ đằng sau. Chiếc xe thì đã đi được 23 vạn rồi quý vị nhá. 23 vạn và xe thì có túi khí cho người lái cũng như người ngồi, rất là an toàn luôn. Đấy, đồng hồ hiển thị rất là rõ ràng và đặc biệt là xe gảy số trên vô lăng ngay nhá quý vị nhá. Cần gảy số đây, cần gảy số trên vô lăng. Vâng, rất là tiện dụng luôn. Riêng phòng Ford Escape thì cái này nó mới có. Vâng, những dòng xe sang hay sử dụng cần sợi gảy số trên vô lăng, đèn đóm các thứ, tất cả các chức năng ngoài thì đầy đủ luôn. Những chức năng cơ bản là phải đầy đủ. Vâng, và các cái phần cột kèo thì đảm bảo cho quý vị các bạn luôn. Ốc ác sơn si zin đều này. Đấy, mọi người có thể nhìn ốc ác zin đẹp luôn. Vâng, cánh cửa thì cũng tương đối khá là đóng khít, êm lắm. Vâng, và tappy mọi người có thể nhìn cùng nhìn là tappy cũng rất là sạch sẽ, đẹp đẽ. Vâng, tappy sạch sẽ, đẹp đẽ, khóa cửa đóng mở êm khít, khóa điện luôn. Khóa điện, chỉnh gương kính bằng điện hết. Vâng, và đây mọi người có thể nhìn keo chỉ này, rất là đẹp luôn. Con này thì không có đâm va. Vâng, còn theo thời gian thì có một số chỗ là cũng han rỉ rồi. Chuyện đấy là chuyện bình thường, mọi người thực sự là không cần phải nghĩ. Vâng, nói chung là với cái giá thành chỉ có 129 triệu đồng thì chiếc xe này là một mẫu xe giá rẻ tương đối luôn đấy ạ. Vâng, đấy, lốp đằng sau cũng rất là mới luôn. Lốp khỏe mới, vẫn còn nguyên ta lông này. Dầu mỡ các thứ đầy đủ luôn. Đấy, mọi người có thể nhìn. Vâng, đèn đóm thì rất là rõ ràng, đầy đủ. Ford Escape. Đấy, cửa kính này, đóng mở này, rất là tiện lợi luôn. Đó, rất là tiện lợi. Các cái phần gioăng của chiếc xe thì vẫn còn nguyên này, đẹp luôn. Đấy, gioăng giữa các thứ đẹp luôn.
Rồi không gian để đồ đằng sau thì khá là rộng rãi, không gian rộng rãi luôn đấy mọi người nhìn. Riêng dòng Ford Escape không gian để đồ phải nói là đại rộng luôn. Kính này kính zin luôn đấy quý vị nhá. Kính cánh sau này là kính cánh zin luôn. Vâng, ta mở cửa đây, ui rộng luôn. Đấy, mọi người cùng em nhìn này, riêng phần keo chỉ này. Keo chỉ thì đẹp luôn. Không chạy lại luôn đấy quý vị nhá. Riêng em giờ là bấm không cần vế. Đấy, còn đây là nó bị va chạm một chút rồi, nhưng không sao, chuyện bình thường. Đấy, cái này được quá bình thường rồi. Không vấn đề gì, va chạm nhẹ. Vâng, đấy mọi người có thể cùng em nhìn ạ. Rất là ổn luôn. Và các cái phần ốc hàn này, đấy mọi người nhìn nhá, ốc hàn đẹp luôn. Đấy. Đèn đóm thì đầy đủ, đèn đóm zin đẹp. Vâng, đấy. Form dáng đẹp, kiểu dáng đẹp, ốc hàn các thứ là đầy đủ luôn. Đấy. Nói chung là không đâm va, một chiếc xe không đâm đụng, không ngập nước như quý vị nhá. Form dáng thì rất là thoải mái, khỏe, thể thao luôn. Đây. Đồ nghề đầy đủ, lốp sơ cua còn mới tinh, lốp đun lốp đàng hoàng, đồ nghề rất đầy đủ luôn. Đấy mọi người cùng em nhìn nhá, lốp đầy đủ luôn, rất là rộng rãi, thoải mái. Đồ nghề rất đầy đủ. Vâng, và với cái giá thành chỉ 129 triệu đồng thì đây là một chiếc xe trải nghiệm cho mọi người về sự khỏe khoắn này, bền bỉ với thời gian, vượt mọi địa hình của hãng xe đến từ Mỹ. Đó chính là Ford, một hãng xe nổi tiếng của Mỹ luôn. Vâng, đấy. Mọi người có thể nhìn là keo chỉ rất là đẹp luôn. Vâng, kính cửa các thứ nói chung là rất là ổn. Con này thì không phải nghĩ ngợi gì rồi, máy móc hoạt động thì cực kỳ chắc, đầm, ổn định luôn. Và form dáng thì tuyệt vời. Đấy, kiểu dáng thể thao, form dáng đẹp. Keo chỉ thì không phải nghĩ luôn. Đấy. Đấy mọi người có thể nhìn ạ. Vâng. Táp lô, táp ly các thứ là rất là đẹp. Táp ly đỏ này, táp lô thì cùng đồng màu với nội thất, rất là đẹp luôn. Nội thất màu cà phê sữa. Vâng, rất là đẹp. Cũng màu vàng cát luôn. Vâng. Đấy. Không gian nội thất rất là đẹp. Vâng, và chiếc xe này thì máy móc thì chạy thì êm luôn. Và bây giờ thì em sẽ đi đề nổ chiếc xe này nhá. Riêng, thưa quý vị các bạn, riêng những cái dòng xe này thì đề nổ phát là nổ ngay. Ắc quy cực kỳ khỏe. Vâng. Đấy. Đấy, đề phát nổ luôn nhá quý vị nhá. Đề phát nổ luôn, máy móc thì hoạt động cực kỳ là chắc bền, ổn định luôn. Em mở luôn cái lắp cabo của chiếc xe này lên. Vâng, đấy thưa quý vị các bạn, động cơ V6 24 van cam kép. Đấy, máy chạy rất là êm. Nói chung là cũng đã cũ theo thời gian rồi, nhưng máy móc thì chạy cực kỳ là êm chắc. Đấy, mọi người có thể nhìn được. Vâng, kia là cụm phanh ABS an toàn để chiếc xe này. Còn đây là cụm trợ dầu, dầu vỡ này, đầy đủ luôn. Ắc quy vẫn còn tương đối khá là ổn. Vâng, đấy, máy móc thì hoạt động đầm chắc, ổn định. Vâng. Và đặc biệt là các cái phần keo chỉ này thì không có gì phải nghĩ đâu, keo chỉ đẹp, không sơn si lại luôn. Các cái phần khung rằng đây mọi người nhìn, vâng, mép sườn này có ba chuẩn chỉnh luôn. Con này thì gầm bệ đẹp luôn đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi em Vũ Duy Auto tại chợ ô tô Quán Toan Hồng Bàng Hải Phòng cũng đã giới thiệu một chiếc xe Ford Escape sản xuất năm 2002, phiên bản máy xăng 3.0, cực kỳ khỏe, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Và với giá thành chỉ có 129 triệu đồng thì chiếc xe này là một lựa chọn khá là lý tưởng đối với những ai mà ưa thích sự mạo hiểm, ưa thích sự khỏe khoắn hai cầu điện của chiếc xe này. Vâng. Và tại Vũ Duy Auto, chiếc xe này đang rất là sạch sẽ, đẹp đẽ để đợi chờ quý vị và các bạn. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn cũng đã lắng nghe, theo dõi video của Vũ Duy Auto. Và xin mong muốn là quý vị và các bạn share, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh Vũ Duy Auto.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Chúc quý vị các bạn chọn cho mình được chiếc xe đạp, chiếc xe ưng ý. Xin chào.